Man City đã chính thức đăng quang tại Premier League sau chiến thắng trước West Ham với tỷ số 3-1 vào đêm qua. Chức vô địch lần thứ tư liên tiếp đã đánh dấu một kỷ lục chưa từng có tại giải đấu cao nhất xứ sở sương mù. Dưới sự dẫn dắt của Pep Guardiola, Man City từng bước trở thành thế lực thống trị tuyệt đối ở giải đấu được cho là khắc nghiệt nhất hành tinh. Để đánh dấu cho sự kiện trọng đại này của nửa xanh thành Manchester, hãy cùng tôi, bình luận viên Anh Quân, điểm lại những ký ức về 4 chức vô địch liên tiếp của Man City từ mùa giải 2020-2021 đến nay. Sau hai chức vô địch liên tiếp ở hai mùa 2017-2018 và 2018-2019, Man City đã phải chấp nhận về nhì trong một mùa giải mà Liverpool của huấn luyện viên Jurgen Klopp cho thấy sự áp đảo hoàn toàn khi kết thúc giải đấu với 99 điểm và chức vô địch sau 30 năm chờ đợi. Thế nhưng ngay ở mùa giải sau đó là 2020-2021, Pep đã lấy lại được vị thế của mình và khẳng định cho cả giải đấu thấy đâu mới là đội bóng mạnh nhất nước Anh thời điểm bấy giờ. Premier League mùa giải 2020-2021 chính là lần đầu tiên một mùa bóng bắt đầu mà không có sự góp mặt của khán giả. Điều này được lý giải là bởi sự bùng phát lây lan khủng khiếp của đại dịch Covid-19. Ấy vậy mà có một điều vẫn không hề thay đổi ở giải đấu cao nhất xứ sở sương mù, đó là sức mạnh đáng sợ mà Man City mang lại. Khởi đầu giải đấu với chiến thắng tưng bừng 3-1 trước Wolves, đoàn quân thiện chiến của Pep Guardiola như muốn đưa ra một lời tuyên bố đanh thép rằng họ đã sẵn sàng đòi lại chức vô địch từ tay của cầu thủ Liverpool. Tuy vậy, bất ngờ đã đến ngay vòng thứ 3 khi đội chủ sân Etihad bị quật ngã bởi Leicester với tỷ số đậm đà 2-5. Chuỗi trận tiếp theo chứng kiến một tờ Citizen tiếp tục thi đấu vô cùng bất ổn. Trong 6 trận sau đó, họ để hòa tới 3 trận và chỉ có 2 chiến thắng tối thiểu trước Arsenal và Sheffield United. Đỉnh điểm trong chuỗi trận này chính là trận thua với tỷ số 2-0 trên sân của Tottenham, qua đó khiến cho Pep và các học trò rơi xuống tận vị trí thứ 10. Tuy nhiên, với sự kiên nhẫn và tài năng chiến thuật của Guardiola, đội bóng đã dần tìm lại phong độ và ổn định. Một trong những bước ngoặt quan trọng của mùa giải chính là chiến thắng ấn tượng 3-1 trước Chelsea tại Stamford Bridge vào đầu tháng 1 năm 2021. Trận đấu này không chỉ giúp Man City lấy lại sự tự tin mà còn khởi đầu cho một chuỗi trận thắng liên tiếp đầy ấn tượng. Từ tháng 12 năm 2020 đến tháng 3 năm 2021, City đã lập kỷ lục với 21 trận thắng liên tiếp trên mọi đấu trường, trong đó có 15 trận tại Premier League. Chuỗi trận này đã giúp họ vươn một mạch lên dẫn đầu bảng xếp hạng Premier League. Sự xuất sắc của các cá nhân cũng góp phần quan trọng vào thành công của Man City. Kevin De Bruyne tiếp tục là nhạc trưởng với những đường truyền sáng tạo và khả năng dứt điểm tốt. Ilkay Gundogan ở tuổi 30 có một mùa giải bùng nổ khi thường xuyên ghi những bàn thắng quan trọng. Và còn đó là Ruben Dias, tân binh người Bồ Đào Nha đã nhanh chóng hòa nhập và trở thành trụ cột không thể thay thế nơi hàng phòng ngự. Tổng kết lại, Pep đã có những điều chỉnh chiến thuật vô cùng hợp lý, đặc biệt là việc sử dụng đội hình không tiền đạo cố định. Ông tạo ra một hệ thống tấn công linh hoạt với sự di chuyển liên tục của các thủ như Phil Foden, Riyad Mahrez và Bernardo Silva, khiến cho đối phương khó lòng bắt bài. Trận đấu cuối cùng của mùa giải, Manchester City đánh bại Everton với tỷ số 5-0, chính thức nâng cao chức vô địch Premier League lần thứ 3 trong 4 năm. Họ kết thúc mùa giải với 86 điểm, hơn đội xếp thứ 2 là Manchester United 12 điểm và có hiệu số bàn thắng bại ấn tượng là dương 51. Sau khi giành lại ngôi vương ở mùa giải 2020-2021, Manchester City tiếp tục khẳng định sự thống trị của mình tại Premier League. Mùa giải 2021-2022 chứng kiến Pep Guardiola và các học trò bảo vệ thành công chức vô địch sau khi lội ngược dòng cho Aston Villa trong trận đấu cuối cùng. Bất chấp sự cạnh tranh quyết liệt từ Liverpool của Jurgen Klopp, sự ổn định và bản lĩnh của The Citizen giúp họ bảo vệ ngôi vương thành công. Mùa giải Premier League 2021-2022 chứng kiến một Man City hừng hực khí thế với tiền đề là giai đoạn 2020-2021 lên ngôi đầy thuyết phục. Vậy nhưng Premier League luôn được biết đến là giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh và chẳng có chuyện việc lặp lại thành tích đó lại trở nên dễ dàng như những gì họ làm được ở mùa giải trước. Dấu hiệu của sự khó khăn đã bắt đầu với một lịch thi đấu không hề dễ chịu đối với thầy trò Pep Guardiola. Đối thủ của họ là Tottenham Hotspur, một đội bóng vốn chẳng dễ chơi một tí nào đối với chiến lược gia người Tây Ban Nha. Và đúng như dự đoán, điềm báo ấy đã thành hiện thực với khởi đầu không quá ấn tượng khi phải nhận thất bại trước Spurs ở ngay trận mở màn. Nhưng phong độ là nhất thời và đẳng cấp là mãi mãi, City nhanh chóng tìm lại phong độ đỉnh cao. Một chuỗi trận bất bại kéo dài từ tháng 9 đến tháng 12 giúp họ vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng. Điểm nhấn của mùa giải có lẽ là trận đấu giữa Man City và Liverpool vào tháng 4. Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 2 đều. Nhưng đây là trận đấu mà cả hai đội đã cống hiến một màn trình diễn đỉnh cao khi giằng co nhau đến những phút cuối cùng và không ai chấp nhận để mất điểm khi kết thúc trận đấu. Kết quả này giúp Manchester City duy trì khoảng cách với chính Liverpool trong cuộc đua vô địch. Dù thực tế số điểm cách biệt ấy là có thể san lấp nếu Man City mắc một sai lầm dù là nhỏ nhất. Sự gay cấn và giằng co ấy được duy trì cho tới tận cuối mùa giải khi chẳng ai có thể tưởng tượng được rằng
Liverpool với 93 điểm lại không thể có được chức vô địch. Bởi thật đen đủi với họ khi đối thủ là một Man City quá bản lĩnh với chỉ một điểm cách biệt để chiếm lấy ngôi vương. Đặc biệt trận đấu cuối cùng của mùa giải với Aston Villa đã chứng kiến màn lội ngược dòng ngoạn mục bị dẫn trước 0-2. Nhưng với tinh thần chiến đấu kiên cường, The Citizen dồn ép cách nghẹt thở để rồi lần lượt ghi tới 3 bàn thắng để tạo nên một cuộc lội ngược dòng khó tin. Mùa giải này cũng chứng minh rằng Manchester City đã xây dựng được một đội hình có chiều sâu, khả năng thích ứng cao và sự đồng đều ở mọi vị trí. Từ hàng thủ vững chắc với Ruben Dias đến hàng công sắc bén với sự tỏa sáng của Phil Foden, Riyad Mahrez và một Gabriel Jesus đầy đa năng. Tất cả đều góp phần vào một mùa giải thành công rực rỡ của đội bóng. Hành trình vô địch Premier League 2021-2022 của Man City còn được biết đến với một câu lạc bộ chẳng cần vô địch với một sát thủ đúng nghĩa, khi thực tế, Gabriel Jesus được biết đến với sự tỏa sáng nhiều hơn ở vai trò tiền đạo cánh. Man City có khởi đầu ngoạn Anh mùa giải 2022-2023 đầy bất ổn khi vướng vào những lùm xùm vi phạm luật công bằng tài chính và sự nổi loạn trong phòng thay đồ của Joao Cancelo. Những tưởng The Citizen sẽ gục ngã trước cơn khủng hoảng, nhưng với chính sách đỉnh cao của huấn luyện viên Pep Guardiola, Man City đã trở lại ấn tượng ở giai đoạn nước rút của mùa giải. Chiếc cúp ngoạn Anh thứ 3 liên tiếp đã góp phần vào chiến tích ăn bá vĩ đại của đội bóng này trong mùa giải năm ngoái. Mùa giải 2022-2023 đã chứng kiến một hành trình đầy kịch tính và ấn tượng không kém của Man City khi họ giành chức vô địch Premier League lần thứ 5 trong vòng 6 năm. Thực tế mà nói, dù không gay cấn như trước đó một năm, nhưng cũng đủ tạo cho tất cả những dấu ấn chẳng thể nào quên đối với đoàn quân của Pep Guardiola. Khởi đầu mùa giải, Man City đã nhanh chóng khẳng định mình là ứng viên hàng đầu cho ngôi vô địch với những chiến thắng thuyết phục. Đặc biệt, sự xuất hiện của tân binh Erling Haaland đã mang đến thứ vũ khí mà Man City còn thiếu, đó là chân sút kết liễu ở những thời khắc quyết định. Haaland nhanh chóng hòa nhập và ghi bàn đều đặn, tạo nên một mũi nhọn tấn công lợi hại cho City. Sự kết hợp giữa Haaland và cầu thủ tấn công khác như Kevin De Bruyne, Phil Foden và Jack Grealish đã tạo nên một hàng công sẵn sàng xuyên thủng mọi lớp phòng ngự dù là kiên cố nhất. Một trong những điểm nhấn quan trọng của mùa giải là chiến thắng 6-3 trước Manchester United tại sân nhà Etihad. Trận đấu này không chỉ khẳng định sức mạnh của Manchester City mà còn cho thấy sự hiệu quả của chiến thuật và lối chơi mà Guardiola đã xây dựng. Sự tỏa sáng của Haaland với cú hat-trick trong trận đấu này đã chứng minh giá trị của anh và cho thấy anh là một mảnh ghép hoàn hảo cho đội bóng. Tuy nhiên, mùa giải không chỉ là những chiến thắng dễ dàng, Man City đã phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ Arsenal. Đội bóng cũng có một mùa giải xuất sắc. Arsenal liên tục bám đuổi và tạo áp lực lớn lên City trong suốt mùa giải. Thế nhưng Arsenal năm ấy vẫn thiếu một chút gia vị người ta hay gọi là bản lĩnh. Đoàn quân của Mikel Arteta luôn thua cuộc khi đối đầu trực tiếp với Man City để rồi sẩy chân và hụt hơi ở giai đoạn cuối mùa giải, khiến Manchester City chưa kịp vấp ngã, đối thủ của họ đã tự bắn vào chân mình. Cuối mùa giải, Man City đã giành được tổng cộng 89 điểm, hơn đội xếp thứ hai là Arsenal 5 điểm. Đáng chú ý trong giai đoạn nước rút, The Citizen trở nên đáng sợ khi không thể xảy chân bất cứ một trận đấu nào. Ở điểm kết của mùa giải, đoàn quân của Pep Guardiola dù chẳng giành được chiến thắng, nhưng đó là khi mọi thứ đã an bài và tâm trí của cầu thủ dồn hết vào trận chung kết Champions League năm đó. Mùa giải 2022-2023 được biết đến là mùa giải đỉnh cao nhất kể từ khi Pep Guardiola tới với Etihad với cú triple đầy thuyết phục. Và chắc chắn, thành tích vô tiền khoáng hậu ấy như một phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực mà huấn luyện viên người Tây Ban Nha đã dày công xây dựng suốt bao năm nay. Cuối cùng, chắc chắn phải nhắc đến mùa giải 2023-2024 năm nay, đoàn quân huấn luyện viên Pep Guardiola đã chính thức phá vỡ kỷ lục về số lần vô địch ngoại hạng Anh liên tiếp của một đội bóng, với 4 lần liền giành được ngôi vị cao nhất. Dù cho nhận phải sự bám đuổi vô cùng sát sao của đối thủ là Arsenal và chức vô địch chỉ có thể quyết định ở vòng đấu cuối, nhưng Man City vẫn cho thấy vì sao họ là vua của ngoại hạng Anh trong những năm trở lại đây. Manchester City đã giành chức vô địch Premier League mùa giải năm nay với phong độ thực sự đáng nể. Dù không thể hiện sự áp đảo như mùa giải trước, đội bóng của Pep Guardiola vẫn chứng tỏ bản lĩnh mạnh mẽ ở mặt trận quốc nội. Họ kết thúc mùa giải với 91 điểm, hơn đội xếp sau là Arsenal 2 điểm và sở hữu hàng công hiệu quả nhất khi ghi được 96 bàn sau 38 vòng đấu. Thành tích trên sân nhà của Man City cũng rất ấn tượng khi không để cho bất kỳ một đối thủ nào ra về với trọn vẹn 3 điểm. Đây là lần thứ 6 trong 7 mùa giải gần nhất mà Man City vô địch. Chỉ có Liverpool là đội duy nhất ngắt quãng sự thống trị này. Việc lên ngôi 4 lần liên tiếp đã giúp Pep Guardiola và các học trò lập nên một kỷ lục vô tiền khoáng hậu trong lịch sử Premier League mà chưa có bất kỳ câu lạc bộ nào làm được. Trong suốt mùa giải, khả năng tận dụng sai lầm và bứt tốc ở các giai đoạn then chốt của Man City khiến mọi đối thủ phải e sợ. Sau trận thua Aston Villa 0-1 và trận hòa Crystal Palace, nhiều người đã hoài nghi về bản lĩnh của Man City. Tuy nhiên, họ nhanh chóng giành chiến thắng ở những trận đấu sau đó, tạo ra một chuỗi thắng ấn tượng, đặc biệt là trận thắng Tottenham 2-0 và trận đấu cuối cùng với West Ham, nơi họ khẳng định vị thế của đội bóng đã thống trị Premier League suốt gần một thập kỷ qua. Một trong những ngôi sao sáng giá nhất của Man City mùa này là Erling Haaland, dù chỉ ghi được 27 bàn thắng, con số khiêm tốn so với 36 bàn mùa trước.
anh vẫn dẫn đầu danh sách ghi bàn của câu lạc bộ và giành chiếc giày vàng Premier League. Hà Lan cũng lập kỷ lục với 6 lần hat-trick tại Premier League, vượt qua các tiền bối như Ruud van Nistelrooy và Robin van Persie. Phil Foden, người vừa nhận giải cầu thủ xuất sắc nhất Premier League 2023-2024 và cầu thủ xuất sắc nhất năm của Hiệp hội Nhà báo bóng đá Anh, cũng có một mùa giải bùng nổ. Anh ghi 19 bàn và có 8 đường kiến tạo sau 35 lần ra sân, đóng góp quan trọng cho chức vô địch của Man City. Chính cú đúp của số 47 trong trận đấu hôm qua đã giúp Man City lên ngôi vô địch một cách hoàn toàn xứng đáng. Ở hàng tiền vệ, Rodri là trụ cột không thể thiếu. Sự bền bỉ của anh là điểm tựa vững chắc cho cầu thủ trên hàng công. Thống kê cho thấy Man City chỉ thua 3 trận tại Premier League mùa này. Tất cả đều xảy ra khi Rodri vắng mặt, điều này khẳng định tầm quan trọng của anh đối với đội bóng. Manchester City đã thể hiện sự ổn định và bản lĩnh suốt mùa giải, khẳng định vị thế của họ ở bóng đá Anh và châu Âu. Với đội hình mạnh mẽ và sự lãnh đạo tài tình của Pep Guardiola, Man City tiếp tục là một thế lực đáng gờm trong những mùa giải tới. Như vậy, chúng ta vừa cùng nhau ôn lại kỷ niệm về 4 chức vô địch liên tiếp của câu lạc bộ Man City tại Ngoại hạng Anh những mùa giải vừa qua. Kể từ khi chuyển đến nửa xanh thành Manchester, Pep Guardiola thực sự đã biến đội bóng này trở thành một nhà vua thực sự của giải đấu được coi là khắc nghiệt nhất hành tinh. Nếu bạn là cổ động viên của Man City, hãy cho chúng tôi biết đâu là mùa giải ấn tượng nhất trong chuỗi 4 chức vô địch vừa qua của đội bóng nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.